Hello tất cả các bạn và các chị đã đến với game Super Hero chấm video phần thứ bao nhiêu rất là đồng nhớ. Nhưng mà level hôm nay chúng tôi sẽ trở thành Hokage. Sao mày đáp gì đâu? Tôi sẽ trở thành level nhân vật level thứ 25. Đó. Và tất nhiên là tôi sẽ trở thành level 25 đó. Một ngày nọ tôi bỗng nhiên tôi nhìn thấy một cái vị chúa có ánh sáng hình trái tim trên trái tim. Vị chúa chỉ nói với tôi rằng là ngày hôm nay tôi có súng đó mày. Bắn chết mẹ mày đó, tao có súng đó. Đâu chứ, tao bắn mày bây giờ. Tao bắn mày đó. Tao có súng đó. Đâu chứ, tao bắn mày đó thằng Hai Vũ, đâu chứ mày. Tao bắn mày à, bắn mày đó. Đâu chứ mày. Lại đuổi chúng tôi vậy. Bắn. Thằng khốn nạn đã hốt xác anh đi. Và trong côi từ đó là khúc ca giang con gà. Con gà đen. Con gà đen là gì anh em nhỉ? Con gà đen ok phải không? Cái bộ kêu là dẫn tao phải không? Thôi là một vị tướng rất là mạnh nha anh em. Với kỹ thuật chơi và mắt cây múa rất là bự. Quá dữ. Batman là nhân vật rất là mạnh nha anh em. Với một người dơi dầm những con dơi rất là bự. Làm con dơi 30cm. Đã là người dơi đây giờ tao mém xài thằng nào hết. Tao là trẻ trâu ở Việt Nam nè. Thành phố không ai biết là trẻ trâu hết. Đồng chân. Ê, nó thật chậm bà. Đù. Tao tên thật là Nông Văn Thu Lu. Tên thần gọi là Thu Lu. Mày đem 10, anh đây mà 10 chiếc đuôi này. Mày đem 18 này. Anh đây gọi là móng vuốt móng đít. Có khả năng móng đít mà móng vuốt. Lấy chân Jerry. Dưới đây nữa. Lấy chân Jerry. Rất nhiều cái lấy chân Jerry ở trong ngày hôm nay. Anh sẽ biểu diễn cho các em coi thì chiêu dáng kiếm với tông. Nhổ lông bằng nhiếp. Bứt lông bằng tay. Lông cũng một ngược. Lông giấy một xéo. Mày hả? Một thằng nữa. Lông cũng đòi ra ngoài. Đây rồi, lấy chân Jerry. Quá dữ. Anh Thanos. Anh tên là Thanos nha. Hello. Em là giải mặt trên đường. Và một cái găng tay bé xíu này anh sẽ khiều cho mấy em chết. Khiều cho mấy em chết thêm cái nữa nè. Anh là một nhân vật level lông mày màu trắng nha mấy đứa. Không nạn. Xách dép cho tao đi. Xích ra đây anh đi nào. Tao cũng xin mày đùa. Mày đã đùa với chúng tôi. Thành này mày đã đùa với chúng tôi. Ở đâu Thanos? Thanos là đúng tầm là khiều chết liền. Đúng tầm là khiều chết liền. Đúng là mày chết liền. Đồ của tôi vậy. Anh đừng đùa với tôi. Anh đừng đùa với tôi. Anh đừng nghĩ chúng tôi là gà, là chicken. Chúng tôi thích được gọi là chicken hơn. Anh hiểu không? China không có nghĩa là Trung Quốc, mà Trung Quốc không nghĩa là China đâu. Chiếc bồ kêu, qua gà kêu, một chiếc gì đâu. Anh kiếm như vậy thôi chứ anh rất là lực. Anh kiếm nhìn rất lực. Lực nè. Mày thấy lực chưa? Nè, ngư ông đắc lợi nè. Ngư ông nè. Mày thì thiệt vàng hả? Mày thì cun nè. Mày cái gì thằng gì cun á? Cun thiệt vàng hay sao đó? Mày thì cun thiệt vàng hả mày? Mày thì người cun nè. Mày thì cun thiệt vàng. Mày thì cun thiệt xanh nè. Mày thì cun thiệt đen nè. À đâu xanh thằng kia? Đang kia là như đây. Tóc đỏ hả mày? Mày thì chiếm nè. Thì mà khốn nạn. Cái gì vũ trụ. Đây là cái kiếm chất lượng có khả năng khiêu đích từ xa. Khiêu đích từ xa level 17. Đó là Joker. Tao đang tập cười với Joker. Chết. Quá dữ, Joker quá hay. Mày giết đánh đốc bây giờ rồi hả? Mẹ, sao xuất hiện gì là Joker vậy ta? Mẹ mày quần què, Joker phích nè. Ta là Joker, chứ không phải là Joker đâu. Mày đừng đua. Đừng đua chứ Joker mất riêu. Đậu mất tôm. Bút tôm bút đậu. Level 18 lên rất là nhanh. Đúng là Joker biết rồi. Joker quá hay. Quá hay và quá nguy hiểm. Đù. Anh ấy tích lũy chiến công 84 mạng hệ thuật. Đã được level thứ 18. Thời Hùng Dương thứ 18 có đứa con gái tên là Mỹ Văn Nước. Sở dĩ tên là Mỹ Nướng. Bởi vì mỗi ngày Mỹ đều nướng phải nghe lời nha. Mỹ cũng muốn đi chiêu. Tối thì Mỹ đi chiêu, ngày thì Mỹ nướng. Nên đầu gọi là Mỹ Nướng. Sau đó có hai thằng tên là Sơn Tỉnh và thằng Khỉ Tỉnh. Hai thằng cũng rất là tỉnh. Một thằng thì đập đá trên trời, còn một đứa đập đá dưới biển. Hai thằng rủ nhau vô cung đình đập đá.
gái nhài vua kén ghế. Thì hai thanh niên đó là Sơn Tĩnh và Thủy Tĩnh đã vô đập đầu con dông. Từ đó Sơn Tĩnh và Thủy Tĩnh sắp hạnh phúc với nhau. Hai thằng này chống đối à? Còn bây giờ khốn nạn chính là mày, khốn nạn chúng tôi. Mày thì uống nước mà còn chụp hình, đúng là cái con ốc chó. Bến thà thiêu lại anh lại đùa chúng tôi à? Anh lại lạnh lùng với chúng tôi à? Đâu ta mây tình, đâu ta mây tình, lấy chân chè đi. Hả đâu thằng gì, thằng gọi là thằng đắt đi. Chào bao nhiêu khó khăn, chào bao nhiêu đấu tranh chậm, anh đã lên đài đẹp hai mươi, anh mừng quá mấy đứa ơi. Còn dài giờ anh chơi cả tiếng đồng hồ rồi động xanh đã gì chơi tiếng đồng hồ luôn mới lên đài đẹp hai mươi, thiệt là đau lòng quá. Mày hả cái bẩn màu đỏ này á, quên xong sao bắt đầu chưa? What you know? You know? What you know? Bất thà nốt. Giờ này còn thà nốt nữa, lạc hậu gì má? Đừng quay chân mình đi má. Nông thôn nè, nông xanh á, nấu chuyện nước miếng chảy đầy mồm luôn rồi. Mình phải cục cứt ra đây mà. Trong thời gian tập luyện rất lâu dài, mình mới lên được thay là bài 20. Mình phải cứt luôn. Là bài 21 xuất hiện. Hai thằng quyết liệt. Không, tụi mày chống chính quyền à. Tụi mày chống level 21 à. Level 21 mà tụi mày chống nữa. Thiệt là đám trẻ trâu không biết có râu này. Thì ra mà chọn cái chết, đậu xanh đó. Quy lực của level 21. Nhưng mục tiêu của chúng ta hôm nay lên level 25 là anh em à. Bình tĩnh thôi. Bình tĩnh bạn tôi à. Bình tĩnh là nốt à, bình tĩnh là đánh à. Thằng này chỉ đổi thằng gì đây? Thằng con nghỉ khúc hả? Mày gì con nghỉ khúc? Mày nghỉ khúc gì con? 139 xác nằm xuống, để lấy lệnh là 321. 140 xác, 41 xác. Chỉ đầu trình 140 ngày xác. Nạn nhân thứ 143 cũng như cô đô nam khác. Còn sao chúng ta có đồng xu hồi sinh để làm gì? Hồi sinh, đúng. Hồi sinh ngay đồng điện luôn, chết mẹ rồi. Chạy, khốn nạn. Đồng xanh nó lâu lắm rồi mới lên lại được xe mà 22. Dễ gì anh bị chết mấy đứa à. Đồng xanh mày đại đồ với tao. Tàn tàn tàn, hồi anh lên là 23 đây, anh nấp đây. Hồi bấm lên là 23, 23 chưa mấy đứa, chưa đúng không? Chưa bao giờ lên được level 23 luôn. Khó lắm anh em à, khó lắm anh em à. Đậu xanh nó lên level 23 rất là khó chứ đâu mà vẫn chơi được. Đâu có thể nói là vẫn chơi được. Đậu xanh nó phải nấp. Nấp thôi. Phạm Duy hoạt động cái hẹp lại. Chọn những cái thủ nào dễ ăn hơn với mấy thằng. Đâu ai xuất hiện vậy? Má giật tim luôn, rớt tim ra ngoài luôn. Máy thì lắc rồi mà đậu xanh nó bay cứ hay xuất hiện cho nó làm tao má lồi. Mắt á quá. Mày hả? Đâu mới level 21. Đéo muốn chơi với mày. Cô mắng mày luôn, biết canh với mày luôn. Cứt nè. Đâu hai thằng nhóc nhỏ vào đây. Đâu mồi thơm. Mồi thơm. Đi. Mồi căng, mồi đầy căng. Con mồi đầy hơi căng. Lại đồ chúng tôi. Tao là 21 lên đó mày, đừng có giỡn mặt nha. Mày đừng có giỡn với tao nha. Nó không có đùa với mày đâu. Đậu xanh nó có cảnh cáo lần cuối cùng để đừng làm phiền với gia đình nhà tao. Nếu không thì tao chém chết bà mày luôn đó. Toàn là bọn khung thường xe lộn không hả? Mấy đâu ra xuất hiện trước mặt mình với ba. Nó chăm má. Ha cho con đi má, con còn một tiếng lên bờ thôi là con lên level 23 rồi. Cho con lên level 23 đi. Quỳ đại đuổi bay. Tao xin quỳ xuống đây lại đuổi bay à. Đồ bắt dạy này. Đồ của tao à, 23, level 23. Quá chó. Công hiến, ông xin công hiến nghệ thuật. Mong là lên được 2 level 24. 23, đây là 4 đống đèn, bóng đèn đi ông. Anh là hơi bá đạo đó. Anh lên level này rồi, anh đéo sợ mày nữa. Anh nói thiệt, anh không sợ mày nữa đâu. Tao không sợ mày nữa. Tao không sợ mày đâu. Tao không sợ mày đâu. Tao lên level này rồi. Không lẽ tao sợ mày cái trâu như mày vậy hả? Level 24 quên mình men đâu. Mang level 24 ra đây cho tôi. Tôi yêu cầu các anh mang level 24 ra đây. Mang level 24 ra đây cho tôi. Đậu xanh các anh. Tôi yêu cầu các anh là mang level 24 ra đây cho tôi nha. Đậu xanh á, đùa với tôi sao được. Level 23 của tôi hơi bị đập. Mang level 24 ra đây. Đậu xanh mày. Cứ tưởng là giỡn với tôi là được à. Anh lại level 18 à. Mày thì level 20 à. Cãi cho mày luôn cái thằng cãi level 21. Mày level 24 ở đây, level 24. Gặp lên, player. Là một nhân vật thần thoại nào đó mình không biết được. Mình không biết nhân vật này là nhân vật gì nữa nè mà nhìn quá ngầu. Nhưng mà chúng ta đang tiến gần đến level 25. Quá kinh khủng. Không tin được, ngày hôm nay là một ngày mà tôi nói là quá thành công. Phải nói là quá thành công đến đây em. Level 24 đi rồi. Lần đầu tiên tôi thấy được một chiến dịch thành công như thế này. Chúng ta rất là bá đạo nha. Chúng tôi là sợ lên quá cơ. Đậu xanh đó. Level 25 đâu? Quét cái level 25 ra đây cho anh nào.
đồng sinh đó. Đây là bài 25, anh nói là bài 25 thì có lẽ bài 25 chẳng nữa. Đồng sinh đó, phải có lẽ bài 25 đi. Đây là bài 24 nè, mấy thằng 24 chạy trâu, ốc có râu nè. 24 chạy trâu có râu này lại là đồng sinh đó. Hình như nó lên là bài 25 thì đúng không ta? Chưa đến nào lên được là bài 25 hết. Đồng sinh 22 à, mấy thằng 22, 23 nè. Lại đồ sao tao bằng vỡ mồm. Đồng sinh nó bằng level mình rồi, 25 đâu? Nó level 25 đâu? Như cháy. Đồng sinh nó cháy mé tụi mày. Má xung quanh toàn là cao thủ luôn mà anh em ạ. Đến lúc này toàn xung quanh mình toàn là cao thủ luôn mà. 25. Quét level 25 ở đây. Lấy level 25. Yeah. Chơ. Level 25. Tôi đã được level 25 là cái chú à. Con này là con gì ta? Con gì vậy ta? Con gì đây? Lạnh lùng lên level 26 luôn nè anh em ạ. Level 30 là full nha anh em. Không chừng hôm nay là full level luôn đó anh em ạ. Không chỉ dừng lại lúc đó. Anh em vlog. Bây giờ sẽ full level phá đảo game này luôn cho anh em coi. Đậu xanh á, ấm thịt dương si, dưới lại thằng nữa, một thằng lên dễ. Chắc có vẻ là tao không sợ tụi rồi. Chắc có vẻ gì. Tao mới sợ level 23 quá cơ. Đậu xanh á, level 25 ra đây rồi. Giờ chúng ta sẽ tìm hiểu xem level 26 là con gì nha anh em. Con gì đây, chỉ rắn con mấy con mang gì ra. Level 26. Mang level 26 ra đây cho tôi. Tôi yêu cầu anh mang level 26 ra đây, lo thôi. Anh level 26 mang level 26 ở đây. 26 đâu? 26 level 26 là một con vật má nhìn màu đen thui, má nhìn rất là bự, cầm một cái gì đá rất là bự. Chúng sẽ giờ đây. Ở mức này thì anh sợ không sợ là cóc ké rồi. Quạt chết hết. Quạt chết hết thôi. Động sinh chết hết thôi nha. Chết hết thôi nha. Mang level 27 ra đây cho chúng tôi nè. Anh đề nghị tôi đề nghị mang level 27 ra cho chúng tôi. Tôi đề nghị anh mang level 27 ra đây cho chúng tôi nè. Động sinh đâu có đùa với tôi được. Đâu có đùa với tôi được. Anh đây đùa với chúng tôi à. Hai đầu thằng mày chung level với tao à. Mày lại ngủ tao à. 26 level. Ở đẳng cấp thứ 26 thì rồi thì anh không sợ nào hết. Không sợ bốn con nào hết. Anh qua hơi xa đó. Anh qua hơi xa đó. Mang level 27 ra đây cho anh nào. Anh qua mới nói quá xa luôn. Level 27. Level 27 sẽ là gì đây? Sẽ là gì đây em? Ai có thể đón được level 27 nào? Giơ tay lên. Ai đã từng chơi level 27 giơ tay lên. Đấy là người gì đây? Con gì đây? Con gì đây là lạnh lùng đặt con gì đây? Con gì đây em? Anh nhìn thật là đáng sợ vậy con tè phô mày quá. Mày gì đùa? Mày gì đùa? Đùa. Đùa với các anh à? Tôi là chồng mày, tôi đùa với các anh à? Bây giờ là trong đây là sẽ những chiến siêu anh hùng thật sự anh em à. Nhưng mà toàn là mấy thằng level nó cao. Bây giờ level 16 là mấy thằng đá mía thôi. Không, level mà kiếm siêu đừng thắng chỉ là level mất cóc ké. Cóc ké thôi. Cóc ké thôi, thành 3, 4, 25 thường xuyên xuất hiện quá rồi. Mày cóc ké thôi. 27 level rồi. Chúng ta sắp phá đảo game này rồi anh em à. Có lẽ chúng ta nên tìm game khác chơi thôi. Anh em ngày hôm nay sẽ phá đảo luôn cho anh em nha. Để mất công anh em chờ đợi lâu làm cái gì. Chờ lâu mà bội một vàng. Mà nhấp mày đá một vàng phải dây. Mặt mà vàng phải dây hay thật. Kiếm sĩ là bà hàng tháng của Winter Woman. Winter Woman. Cút ra. Chị là chị thân bằng. Cút ra. Động ra đến cái chú cái cút ra. Để chị mà giải quyết. Chắc cung hết. Chị là bà 28 là chị chắc cung hết. Động trên bà giỡn mặt hả? Giỡn mặt với chị đại là bà 28 hả? Chắc cung hết nha. Là bà 20 rồi. Mấy chị chọc mấy là chị chọc 23, 24, 25 đồ. Dốc nhỏ cốc ké này. Lại ngủ với tao à. Mấy thằng cốc ké nè. Cốc ké là bờ nhỏ xíu. 268,000 người. Cốc ké. Tôi hiểu gì sao mà tôi lên level cao rồi các anh em sẽ tăng level theo. Nghĩa là các anh em mà mấy con level nhỏ thì em sẽ không có thể mang lên level cao. Thành tựu này đi. Quá hợp lý. Level 28 rồi. Xung quanh đây có những thằng 28 rồi. Tôi là sắp lên 29 rồi anh em à. 25 à. Chết mẹ rồi.